Trọng tài người Uzbekistan Tantaset Igit có đúng khi thổi phạt Duy Mạnh và lý do tại sao Duy Mạnh lại nhận liên tiếp hai thẻ vàng trong vòng 5 phút của trận đấu. Ở trận đấu giữa Ả Rập Xê Út và đội tuyển Việt Nam thì kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam chúng ta tạm thời dẫn trước với tỷ số 1-0 với một pha dứt điểm đẳng cấp của Quang Hải, nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhanh trong hiệp thi đấu thứ hai. Vào phút thứ 53 của trận đấu thì đội tuyển Ả Rập Xê Út đã có một tình huống dàn xếp tấn công và cầu thủ của Ả Rập Xê Út đó chính là Saman Afarai đã có một cơ hội dứt điểm trước vạch 5m50 của thủ môn Bùi Tấn Trường và Duy Mạnh đã lăn xả để cứu nguy cho đội tuyển Việt Nam ở tình huống này. Nhưng ngay sau đó thì trọng tài chính người Uzbekistan là Tantaset Igit đã cho dừng trận đấu để tham khảo ngay tình huống va khi mà ông đã cho rằng bóng đã chạm tay trung vệ của đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và cuối cùng sau khi tham khảo va thì trọng tài người Uzbekistan này đã xác nhận cánh tay của Duy Mạnh không áp sát cơ thể và việc phần trên to ra bất thường dẫn đến việc cản bóng và trọng tài người Uzbekistan này quyết định cho các cầu thủ Ả Rập Xê Út có được một quả penalty trước đội tuyển Việt Nam. Và trọng tài người Uzbekistan là Tantaset Igit này đã rút cái thẻ vàng thứ hai cho Duy Mạnh khiến cho trung vệ của đội tuyển Việt Nam chúng ta bị trút quyền thi đấu. Và ở ngay tình huống lúc đó thì có rất là nhiều fan hâm mộ của đội tuyển Việt Nam chúng ta rất bất ngờ với hai chiếc thẻ vàng của Duy Mạnh. Nhưng theo cập nhật của Liên đoàn bóng đá châu Á AFC thì Duy Mạnh nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 50 của trận đấu do lỗi phản ứng với trọng tài. Cụ thể ở chiếc thẻ vàng này là Duy Mạnh cho rằng anh bị một cầu thủ của Ả Rập Xê Út đẩy từ phía sau ở phút thứ 50 và anh ra hiệu cho trọng tài chính nhưng không được xử lý mà còn bị người trọng tài này cho một cái thẻ vàng nữa anh em à. Chỉ trong vòng ít phút thôi mà Duy Mạnh phải nhận liên tiếp hai cái thẻ vàng từ người trọng tài người Uzbekistan này khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta vừa phải chơi thiếu người mà vừa phải nhận một quả phạt 11m nữa. Và đây chính là một cái bước ngoặt khiến cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta nhận thêm liên tiếp 3 bàn thua sau đó. Và có rất nhiều chuyên gia lại cho rằng tình huống bắt lỗi của trọng tài Tataset Igit là đối với Duy Mạnh là hoàn toàn hợp lý. Bên cạnh đó thì trưởng ban trọng tài VFF của chúng ta Dương Văn Hiền cũng có nói sau trận đấu: sau khi tham khảo va thì tay của Duy Mạnh làm cho cơ thể to ra bất thường, điều này cản hướng bóng và ngăn cản tình huống tấn công ghi bàn của đối phương. Ông Hiền cho rằng tấm thẻ vàng thứ hai của Duy Mạnh nhận là hợp lý vì trọng tài đã nhận định trước đó là tình huống ngăn cản bàn thắng của đối phương. Nhưng có rất nhiều tranh cãi sau quyết định này của trọng tài người Uzbekistan. Và theo nguyên tắc các trường hợp không thổi penalty á, có tổng cộng là 4 trường hợp bóng chạm tay cầu thủ phòng ngự trong vòng cấm địa nhưng không phải là một lỗi. 1. Bóng chạm trực tiếp vào tay sau khi chạm đầu, cơ thể bao gồm cả chân của cầu thủ đó. 2. Bóng chạm trực tiếp vào tay khi chạm vào đầu, cơ thể bao gồm cả chân một cầu thủ đứng gần đó. 3. Nếu tay cánh tay để gần cơ thể và không làm cho cơ thể to ra một cách không tự nhiên. 4. Khi một cầu thủ ngã, tay cánh tay phải ở giữa cơ thể và mặt đất nhằm bảo vệ cơ thể nhưng không được mở rộng ra theo chiều thẳng hoặc ngang. Nhưng trong trường hợp của Duy Mạnh thì anh em cũng đã thấy rồi, trước khi mà bóng chạm tay là bóng đã chạm đùi rồi mới đến chạm tay của Duy Mạnh của chúng ta. Nhưng trọng tài người Uzbekistan này lại cho rằng hai cánh tay của Duy Mạnh lại to ra bất thường trong tình huống vừa rồi ngăn cản một bàn thắng của Ả Rập Xê Út. Chính vì vậy mà ông cho các cầu thủ của Ả Rập Xê Út được hưởng một quả đá penalty. Việc bắt lỗi Duy Mạnh chạm bóng trong vòng 16m50 là hoàn toàn hợp lý của người trọng tài này. Nhưng cái điều đáng nói ở đây là ông quá nặng tay với cầu thủ của chúng ta. Chỉ trong vòng 5 phút thôi mà Duy Mạnh phải nhận hai chiếc thẻ vàng đến từ người trọng tài này. Không chỉ là những tình huống ở trên mà những tình huống trước đó, bởi vì các cầu thủ của Ả Rập Xê Út phạm lỗi với đội tuyển Việt Nam chúng ta khá nhiều nhưng vì trọng tài này bỏ làm lơ đi anh em à. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng vị trọng tài người Uzbekistan này có phần nghiêng về bên phía đội chủ nhà nhiều hơn là công bằng cho trận đấu này. Anh em nghĩ như thế nào về vị trọng tài người Uzbekistan này Tantaset Igit thì hãy bình luận ngay bên dưới video nha. Những quan điểm cá nhân của anh em về vị trọng tài này. Xin cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất của Mời Bóng Đá nha.